dì đã phật a à, dì đã phật a à, dì đã phật nam mô bổn sư thích cao Ni phật nam mô ở dưới đà phật À, hôm nay là ngày 17 tháng 3, à, 2020 à, Chúng ta tiếp tục học tập Một câu A di đà Phật niệm đến cùng à, Học đến tập 72 Hồi à, nãy mới bước qua đây để à, nói chuyện à, Thì à, cái chú đứng kế bên này, chú Kiệt Quý vị chắc cũng... À, nhiều người biết chú này nhưng đức quay qua nhưng đức hỏi chú một câu rằng chú niệm phật mấy năm nay trong cái hoàn cảnh bây giờ thấy cuộc sống khó khăn con người rất là khổ mỗi ngày niệm phật cầu sanh cực lạc nếu bây giờ mà phật ai di đà mà nói rằng chú kiệt ơi ba ngày nữa ta đến ta tiếp dẫn Chú về thế giới cực lạc Chú đi không ờ, Chú trả lời sao Thì cái chú này cũng nói rằng Đi liền Con đi liền chứ không Nói giọng giỏi à, xong những đức nói nhớ nha cái tính nguyện này phải giữ cho chắc á chứ đừng có khi phật a di đà đến rước rồi nói để con còn thời gian con về con thăm mẹ con chút hay con đang đói bụng quá cho con đi ăn tô mì để có sức con đi Thua luôn Quý <laughs> vị Qua câu chuyện này quý Phật tử gấp nơi nơ Phải nhớ Mình mỗi ngày niệm Phật Phật phiên mình Là phải nhìn cái cõi ta bà này Và nhàm chán ta bà Hăng hoang Thế giới cực lạc không? Có nghĩa là mỗi ngày là niệm niệm là Đều là cầu sanh cực lạc không? Vậy mới được Nên quý vị biết rằng Những đức ở đây Lo cho các cụ già Nên cái cảm giác sâu sắc Về một đời người Thấy khổ quý vị Không có gì vui chứ Những đức hơn 10 năm nay Từ khi gặp được Phật Pháp tới giờ Hình như là trong lòng Không có một cái cảm giác gì Mà nói rằng là Những đức đi đến một cái Danh lam thắng cảnh nào để tham quan quý vị chưa từng bao giờ những đức suy nghĩ đến Mà những đức cũng chưa từng bao giờ suy nghĩ Rằng là mình sẽ đi đến Kiếm một vị cao tăng nào để hỏi đạo hỏi gì Những đức thấy rằng là Đã gặp được tịnh độ này Và sách vở của chư tổ sư dạy quá đầy đủ Là Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng từ xa thôi Coi cũng quá đầy đủ Sợ mình hành trì không hết mà thấy pháp môn tịnh độ này chỉ cần Lão thật mà niệm một câu ai với Đạo Phật thôi thì Niệm lâu tự hiểu quý vị nha. Thật sự Sợ là không chịu niệm Mà đi tìm kiếm chỗ này Tìm kiếm chỗ kia Hỏi hang đầu này hỏi hang đầu nọ Chứ nếu như quý vị Mà nhất môn thâm nhập quân tu lâu dài Kiên trì niệm một câu ai với Đạo Phật Thì dù là cái tâm phàm cỡ nào Nó cũng quá giải Đây là lời ấn tổ ngày dạy nên là chúng ta phải có cái lòng tin cho thật là vững chắc Lúc mà bình thường á Ngày Chủ Nhật những Đức Thường nói chuyện Có nhiều Phật tử nói sao Thầy nói chuyện Có những câu cho thấy sao mà hơi buồn buồn Như là xa nhau được không Thì những Đức nói Cái cõi này Bây giờ chúng ta gần nhưng nhất định thế nào chúng ta cũng xa nhau à Bây giờ chúng ta gặp nhau phiên nhau tu cố gắng niệm Phật Chứ con đường này những đức biết Mỗi người chúng ta là tự đi Nên Người xưa mới dạy mình là một mình dễ đi hơn Học đạo là cùng học Tu là có khi cùng tu Nghe pháp môn có khi Nghe ngay pháp môn tịnh độ cùng niệm Phật nhưng mà cái chuyện ra đi của cuối cuộc đời mình quý vị phải nhớ nha là tự mình đi đại lão à tôi ngày hiền nhà nói một câu gì nè hộ niệm không chắc ăn ta có thể tự đi được quý vị nghe câu này cố gắng dụng công niệm phật mình có thể tự đi được nó chắc ăn hơn mọi cuộc đời mình có thăng người khó gặp được phật pháp khó có thể đời này giải thoát mà mình không chịu chú tâm con đường giải thoát này Mà lo cái gì quý vị Nên Những đức lo cho mấy trăm cụ già Những đức khuyên các cụ Dù là hiện tại các cụ buông tiền bạc vật chất buông xuống hết Các cụ đừng có lo nghĩ cái việc á Bây giờ có những đức ông lo Thì thấy bình yên Lỡ mai mốt ông không ở đây nữa Ai lo cho mình đây Đừng có lo vậy nghĩa là các cụ đã buông xuống hết là mục tiêu là tin Phật chứ không phải tin cái người mà lo cho mình, mình buông hết là nhìn thấu buông xuống, mình tin Phật mình buông xuống, mình không còn tiền bạc gì nữa hết bây giờ con á, còn cái mạng này không con cái chân thật mà con niệm Phật, con tin rằng niệm Phật có Phật lo, con cái chí thành con niệm Phật, con sống đúng với lương tâm của con, con ở trong ngôi tam bảo nhiệt tình, lo tu hành, làm được việc gì nhiệt tình mà làm. Con tin Phật Hiện tại có người đứng ra lo nhiệt tình Thì điều đó cũng được Mà dù sau này khổ cỡ nào Con cũng quyết tâm con niệm Phật Vì con tin rằng cuộc đời này ngắn ngủi Có mấy chục năm Lây quay rồi cái chết đến Nên con tin Phật con đi về với Phật à? Sống cái cõi này Luôn luôn bất an Và có nhiều cái khổ quá Dù cái vui gì cũng không trọn vẹn hết Con tin Phật Ai Di Đà Sẽ đến tiếp dẫn con Bây giờ con không còn gì nữa trơn á Khổ đau cỡ nào con cũng niệm Phật Bị bỏ rơi con cũng niệm Phật Mà sung sướng con cũng niệm Phật Khỏe con cũng niệm Phật Mà bệnh con cũng niệm Phật có Nghĩa như thế nào con cũng niệm Phật Đây gọi là chánh tính Lòng tin có trí tuệ Chứ không phải nói rằng bây giờ thấy ở đây lo đầy đủ quá Tôi buông xuống Tại vì ở đây người ta lo cho mình mình yên tâm Thì phàm phu thì Nhìn được góc độ vậy thì buông xuống nhưng mà quý vị, vị niệm Phật từ từ thì vị, phải vị, nhìn thấu là cái buông xuống này của ta là gì ta quyết tâm giảng sanh về cực lạc dù có gặp cảnh ngộ bị la gầy bị chửi mắng cỡ nào đi chăng nữa ta cũng quyết tâm ta niệm phật vì không còn cái gì nữa chứ thì không có đi đâu hết chứ có nghĩa là đem thân tâm này giao hết cho phật a di đà con niệm danh hiệu của ngài con tin vào nguyện của Ngài Con tin hoàn toàn Lòng tin thì không bị ô nhiễm Chắc chắn rằng đây gọi là tính nguyện niệm Phật Chắc chắn giảng sanh nên nó lúc mà bình thường những đức chia sẻ những ngày chủ nhật phật tử về thiệt đông những đức thường nói những đức hướng dẫn quý vị phương pháp tu quý vị phải làm sao mà về nhà tu được á rồi ngày chủ nhật hay lâu lâu mà sắp xếp được đi đến đây tu thì chuyện này bình thường là kết duyên thôi còn cái chỗ quan trọng nhất là quý vị đi đến chùa tu mà có phương pháp đem về nhà tu á. Hoặc là cái phương pháp này mà lúc nào đi đứng nằm ngồi cũng nè. Ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Niệm câu bấm số cứ làm chân thật vậy đi. Tại vì sao? Quý vị coi bây giờ nè. Quý vị không đi ra đường. Quý vị không đi đến chùa được. Nếu mà lúc bình thường mà nhà Đức nói quý Phật tử tin Thầy. Thầy sẽ giúp cho quý vị giảng sanh. Hoặc là tin thầy cách này Tin thầy cách kia là tiêu rồi quý vị thấy chưa Chúng ta Chỉ có nêu lên giáo pháp Là chính Đức Phật dạy Chúng ta chân thật Mà nói lại thôi Mỗi người chúng ta nắm được chúng ta tu Quý vị coi Quý vị bây giờ tin vào ngôi chùa nào được không Bây giờ chùa Vì con không đi đến được nữa đó Nếu như quý vị không có phương pháp tu Quý vị tiêu rồi thấy chưa Bây giờ này nhiều vị quý vị mới sáng mắt ra quý vị mới thấy được. Đừng có nói rằng cái lúc bình thường á con tin thầy thầy sẽ giúp cho con đồ. Thầy yên tâm lắm đúng không? Bây giờ nè ai giúp ai thì coi đi. Quý vị phải biết rằng qua cái trận dịch bệnh này nhiều người biết tu hay không biết tu quý vị sẽ nhìn nhận được liền à. Bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ đi. Những đức nói có khi Quý vị có tiền Có danh Nhưng gặp cảnh ngộ rồi Những cái thứ này không có giải quyết được vấn đề gì hết Quý vị có quen bao nhiêu người đi chăng nữa Khi gặp cảnh ngộ rồi Như bây giờ quý vị coi quý vị quen ai Quý vị quen Cao tăng đại đức gì quý vị coi đi Lúc này ai giúp quý vị Phải là một mình để dễ đi hơn không Đó nên quý Phật tử nghe Mở mắt ra ngoảnh lỗ tai lên chị nghe kỹ đi đó phải là những đức nói xác thật không những ngày chủ nhật những đức thường nói có nhiều vị đến gặp những đức nói thầy nói cho thấy buồn quá thấy giống xa nhau quá ở cái cõi này mà làm sao mà tồn tại bên nhau hoài bị coi bây giờ những ngày chủ nhật quý vị có đi đến đây được đâu phải là ở nhà phải tu được không không tu được thì chịu á nếu lúc này ở nhà mà không chịu tu mà ngồi lo âu là quý vị gán chịu á những gì hướng dẫn những đức hướng dẫn rõ ràng cho quý vị rồi đó sáng tối đưa lên phương pháp ở nhà tu thời khóa rất khỏe đi đứng nằm ngồi thì cứ niệm phật bấm số nhiều người nó rất là lợi ích bây giờ những đức động viên tinh thần quý vị quý vị hãy nhìn nhận sâu sắc đi cuộc đời này cuối cùng ai giúp được ai bây giờ những đức hỏi quý vị nè nếu như trong gia đình chúng ta có một người bị dính dịch bệnh những đức nói lúc bình thường chúng ta rất thương nhau Khi lỡ dính dịch bệnh Quý vị lo cho người thân mình đó, Quý vị cũng hơi sợ đó Nếu như những đức bây giờ dính dịch bệnh Tuy là những đức nuôi nhiều người trong chùa vậy đó, Chứ nhiều người người ta cũng sợ như đức Ta tránh xa những đức đó Hoặc những đức cũng bị cách ly một mình mình Lúc này là lúc gì Lúc này là lúc mình niệm Phật được nè Nên quý vị nghe xác thực chưa Lờ thật nghe quý vị Lờ chân thật không có một chút gì có cái tâm mà lôi kéo tính đồ gì hết chúng ta đến thế gian này lôi gì một mình mình đi mà muốn si cầu que chứ đừng nói chi mà lôi lôi chắc mình nằm tại chỗ luôn quá nên không hiểu mới đi lôi kéo lôi kéo chi những đức tin chắc rằng dưới ngôi chùa mấy trăm người chỉ cần phiên người ta niệm phật thì mỗi người có phước cuộc sống có cuộc sống này là do mỗi người có phước vì mọi người có phước là tiêu chuẩn Họ nghe giáo dục Chứ làm gì có cái chuyện chúng ta đi lôi kéo tín đồ Đi kiếm cuộc sống Để lo cho mấy trăm người Nếu nói vậy thì quý vị, vị là người ôm xô hả Lỡ như quý vị, vị có chuyện gì xảy ra Mấy trăm người này họ chết hết hả Cái nghĩ này của chúng ta là không hiểu Nên mới nghĩ như vậy Để tự mình ôm cái nặng nề cho chính mình Nếu hiểu được Ai mà đi làm chỗ này hả quý vị, vị? chúng ta chân thật đem giáo dục hướng dẫn Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nói như sao? Ta tu hành chứng quả, tuy là chúng sanh tự tánh làm Phật viên mãn, nhưng tự các con phải đốt đuốc mà đi khi nghe giáo pháp của ta. Ý nói ta chỉ là người chỉ phương pháp, hướng dẫn cách tu. Còn các con tự tu, tự chứng quả, tự đốt đuốc mà đi. Đúng không? Nên cái chỗ đặc biệt của một ngôi chùa là phải chú trọng giáo dục Nói rõ con đường ra đi này Không có ai giúp ai được Chỉ hỗ trợ một chút thôi à Còn nếu như quý vị mà không đi Chịu thua Đó nên quý Phật tử khắp nơi nơi nghe gì Quý vị tỉnh chưa Quý vị nhìn đi Tình cảm thương yêu Anh anh em em Cha cha mẹ mẹ Con con cháu cháu Thử quý vị mà dính dịch bệnh cái thử coi chạy mất dép luôn Từ nơi đó Nhìn nhận từ chỗ này Không phải là để chúng ta đá đổ Cái hoàn cảnh này Mà để cho chúng ta nhìn nhận được Một kiếp người Không có cái gì quan trọng bằng Cái việc mà gặp được Phật Pháp, Pháp Tin nhân quả cho quý vị Rồi trí thành niệm Phật Có một phương hướng mà đi về Thế giới của chư Phật thế giới không già không bệnh không chết không có dịch bệnh không có chiến tranh không có đấu đá không có hơn thua không có sụp đất gió bão gì hết một cái cảnh giới mà chính kim khẩu của đức phật thích ca mâu ni ngài giới thiệu là một thế giới cung cực an lạc nếu ai có thiện căn thì chúng ta tin chúng ta niệm phật còn vì không tin không niệm phật thì thôi bây giờ những đức nghe nói cái vị chức phận gì rất là cao của nước ngoài thủ tướng gì đó vậy đó mà người ta nói rằng là khuyên thế giới nên phát tâm ăn chay đi vì ăn chay có cái lợi ích rất là lớn mà quý vị cũng từng nghe ăn chay cứu quả địa cầu nên bây giờ mỗi một người chúng ta đó nên chân thật phát tâm ăn chay đi quý vị phát tâm thiện đi Đến lúc này chúng ta Mỗi người tay chân Để giúp cho quả địa cầu chúng ta tốt lại Để cho Dịch bệnh nó quá giải đi Chúng ta cùng sống Bất cứ một vị trí nào khổ Chúng ta cũng bị ảnh hưởng cái khổ hết trơn Mọi người sung sướng Thì chúng ta cũng được sung sướng Ké được nữa Chứ bây giờ mà ai cũng làm ăn không có tiền Vậy chúng ta chịu chết chung hết trơn à Nên phải nhớ Một miếng khi đói bằng một gói khi no nghe quý vị Lúc khổ mới biết Lòng người như thế nào Nên chúng ta nếu đi đến mức khổ cùng cực Chúng ta mỗi ngày ăn chén cơm Lúc này một chén cơm chia làm bốn Mọi người ăn một miếng còn có chết thì cùng chết như vậy thì một đời chúng ta đến thế gian này mình cũng cảm thấy rằng mình rất là vui vẻ quý vị phải nhớ nha khó khăn sẽ cùng chịu khó khăn hết chứ không có cái chuyện mà chúng ta có thể sống được đầy đủ trong khi người khác khó khăn quý vị à phải nhớ nên mình á là người nghe đạo Pháp Phải nhìn nhận được Con đường niệm Phật của chúng ta Nên quý Phật tử khắp nơi, nơi nghe gì rồi Quý vị bây giờ quý vị mới gặt đầu gặt đầu nè Nó đúng rồi lúc bình thường Ngày Chủ Nhật nghe ông Thầy những Đức cũng nói Cứ cố gắng ở nhà lo niệm Phật Dụng công tu được ở nhà Rồi làm tròn trách nhiệm của mình Làm chồng, làm vợ, làm con Cứ chân thật mà sống vậy đi Phật pháp vậy hay lắm chứ không phải là Phật pháp mà đi đến cái nơi nào thiệt là đông chạy theo hình thức Phật pháp vậy nó không có chắc chắn đâu nên quý vị làm sao mà đi đến chùa chiền nghe được giáo pháp mà mình áp dụng trong gia đình mình được quý vị áp dụng trong gia đình được rồi mình nghe giáo pháp làm sao mà mình chỉnh đốn cái tâm mà ngày xưa mình chưa học đạo mà mình ít kỷ nhỏ mọn đó, mình chỉnh đốn lại vậy thì có nghĩa là mình đi học phật có kết quả còn nếu như mình học phật mà cái tính nào tặc nấy thì mình không chịu sửa đổi lỗi lầm vậy ai mà tiếp nhận phật pháp mà quý vị nên khi nghe gì rồi quý vị mới thấy trong gia đình mình có ngôi tam bảo rồi có phương pháp tu sáng tối cảnh tỉnh mình rồi bây giờ lúc này rảnh rỗi không đi làm gì được ngồi đâu cũng niệm phật quý vị mới thấy chiếc máy bấm số này đúng là người bạn thân thiết của mình mỗi ngày em có buồn cũng như những đức cả ngày có khi ngồi trong phòng hoặc là ngồi chỗ nào cứ ai với đạo phật lắm ai với đạo phật ai với đạo phật ai với đạo phật dù gia đình quý vị không có tượng phật đấy chăng quý vị cứ ngồi đâu vị cái niệm phật ngồi một chút mỏi lưng nằm xuống nhép 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 nhép, nhép môi đừng có niệm ra tiếng lớn khi nằm đứng lên cứ niệm ra tiếng ngồi cứ niệm ra tiếng còn mệt thì niệm thầm cứ vậy cứ niệm phật hoặc là lúc bình thường thì sáng tối lễ phật bây giờ buổi trưa lễ thêm thờ nữa mỗi một người nên chân thật mà niệm phật phải nhớ nghe câu ai với Đạo phật này quý vị niệm với cái tâm vì nó an lành lắm rất là an lành nên quý phật tử bên ngoài phải cố gắng niệm phật còn các cụ trong chùa người ta đem gạo đem cuộc sống vào đây nuôi mình bây giờ mình trả lại cái ơn đó bằng phải chân thành và niệm phật các cụ nhiều người bên ngoài bây giờ người ta lo người ta khổ trong khi làm ăn có tiền còn mình bây giờ trong đây có người lo cho mình hết mà mình không lo niệm phật mà ngồi nói chuyện nghiêu ngao là mình có lỗi lắm nghe các cụ cụ nào trong chùa mà ngồi nói chuyện nghiêu ngao hoặc là Nói xấu người này nói xấu người kia nha Là các cụ có tội Đây là cái tội phá Ở trong ngôi tam bảo Sau này không có tồn tại đâu Cuộc đời dù là ở trong ngôi tam bảo Hết cuộc đời tới chết cũng không có kết quả gì đâu Những đứa hôm qua nói Nhắc lên một bà cụ để nhiều bà cụ khác cảnh giác những đứa lo thì các cụ già những đứa để ý. Cũng như mới đây có một bà cụ này bà quê thường cứ là qua ăn cơm xong cứ lấy đồ ăn bỏ trong túi cắt nhét dâu mình biết nhưng mà giờ bả vậy rồi mình nói hoài bả không sửa sao quý vị biết rằng rõ ràng phật dạy thực là ăn nếu tham ăn thì 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 là ngủ ngủ là mê bà mấy ngày nay tự nhiên bệnh ngang cái rồi mê luôn hết biết cái gì chứ. cả cuộc đời con người đến khi tuổi già mà mê sảng không biết gì quý vị thấy là quý vị qua đi một đời vì ổn không quý vị phải biết rằng câu ai với đà phật này rất dễ niệm nhưng mà cặn tử nghiệp quý vị phải tỉnh táo quý vị mới có thể niệm được câu ai với đà phật từ một niệm cho đến mười niệm chứ mê thì sao niệm chúng ta mà mê rồi thì cái nghiệp quả trong nhiều đời nhiều kiếp trong a lại gia thức của mình tức khắc á, nó có quyền xây chuyển mình đẩy mình đi vào cảnh giới xấu xa thoải mái chứ nên cái người niệm ai với đào phật á, mà mình niệm nó có sự tương ưng á, thì con người mình tỉnh táo nó có trí tuệ và càng niệm càng thích còn niệm mà mình không tương ưng là chắc chắn dù là niệm phật nhưng chỉ là kết duyên lành còn cái quả báo là do chính chúng ta mỗi ngày gây tạo thành một cái nghiệp nặng nề nặng hơn là cái tâm niệm phật cầu sanh cực lạc thì cái quả báo đó nó kéo quý vị đi vào những con đường xấu à thí dụ như giờ mình đi tu mình còn trẻ mà mình làm biến quý vị ngồi suy nghĩ đi quý vị đạo đứa tuổi già vì làm hả nhưng đức thấy rằng trong chùa tuy nhiều các cô trẻ nhưng cũng có một hai cô giống như làm biến như đây cứ mỗi ngày lệ làm cái gì cũng là sợ đau tay đau chân Nếu như ngoài đời mà quý vị đau đẻ Thì quý vị gặn không Từ nơi đó Mình đã đi tu rồi Mình mới biết cái giá trị Khi còn trẻ này làm được những gì Đối với ngôi tam bảo là chúng ta thấy Cái này là cái quý Và cống hiến chứ Quý vị ngồi đó hả miệng trời sung rụng mà Chứ sung nó rụng nó cũng rụng qua một bên à nó không rụng vào miệng mình đâu. Từ nơi đó nhân nào quả nấy tạo cái phước nào thì hưởng phước nấy à. Nên đây là điều mà những đức động viên ngôi tam bảo người nào cũng phải làm tay chân. Các vị thấy mỗi ngày những đức cũng chạy vòng vòng để mà sắp xếp việc chùa chứ. Rồi sáng nói chuyện thờ, chiều nói chuyện thờ, sáng tu một thờ, chiều tu một thờ, rồi việc trong chùa sắp xếp. Có khi Người ta cũng biết đến Từ nơi đó mà lo cho ở đây Mấy trăm người Đây cũng là một công việc của người trên Còn quý vị thì làm việc chân tay Nhận đức thì làm việc đầu óc Quý vị thấy một ngày hai buổi giảng Sáng, tối Lên tu Là ngày nhận đức cũng dụng công bốn thợ rồi lúc rảnh thì cứ ngồi bấm số niệm Phật để tâm an Cái tâm an nè mới đem pháp môn tịnh độ giới thiệu cho quý phật tử khắp nơi nơi người ta nghe người ta an tâm còn nếu như những đức bất an những đức xin xỏ tiền bạc xin cái này xin cái kia tầm lum còn cái này mình biết lúc này ai người ta cũng khó lúc này là cái lúc mình trả ơn cho người ta là những buổi nói chuyện mình động viên tinh thần cho người ta an tâm quý vị coi ở đây mấy trăm người mà những đức còn không có nặng nề vì những đức tin rằng những người niệm phật ai cũng có phước còn quý phật tử gia đình có mấy người quý vị cũng nên bình yên cái tâm lại Gia đình một hai người người ta không biết tu người ta lo âu Mình nói người ta không được Mình cũng diễn cảnh na ná một chút Nhưng mà cái tâm mình đừng có bắt an Tại vì sao mình bắt an nữa thì giống như á Người nào cũng té xuống nước hết trơn Ai mà cứu được ai Chúng ta phải là người bình tĩnh Bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề quý vị Lúc mà lo âu là con người nó tối tâm lắm Con người mà bình tĩnh nó mới sáng suốt Nên nhất định chúng ta là người đứng đầu của gia đình phải bình tĩnh đứng đầu của đoàn thể phải bình tĩnh đứng đầu của mỗi từng lớp phải bình tĩnh vì sao vì bình tĩnh mới giải quyết vấn đề mà người đứng trên nhất mà bình tĩnh thì tất cả những người dưới tay mình mới bình tĩnh còn những người đứng trên nhất mà bất an lo âu là làm cho nhiều người dưới tay mình đều lo âu mà lo âu có được gì ai cũng lo âu mà lo âu nó trở thành ích kỷ nha quý vị có nghĩa là quý vị cũng không nên giải đại Quý vị cũng không nên tùy tiện Những gì chúng ta làm được nên là Thí dụ như những đức nghe bây giờ nhiều tỉnh ở miền Tây người ta thiếu nước Thì những đức không có đem nước cho người ta được Có nước đâu mà đem cho người ta Và ở đây lo cho mấy trăm người có tiền đâu đem cho người ta Nhưng mà mình đem cái lời giáo dục mình phiên cộng đồng Phiên tất cả những người Bây giờ các nơi chúng ta đang có nước uống Bây giờ mình suy nghĩ Nhiều nơi người ta không có nước uống Mình dùng nước mình tiết kiệm lại Lúc trước mình không hiểu mình tắm mình chế nước ao ao Bây giờ thì mình tắm mình xói nước từ tốn Uống nước gót ra đủ uống Uống cho hết Không có cái chuyện mà uống nước mà uống Một khúc nước còn khúc nước hắt bỏ Hoặc là chúng ta xúc miệng chúng ta khạc nhổ thí tại Có nghĩa là cái tâm mình phải là tiết kiệm nước Và đem nước này để mà chúng ta hồi hướng cho những cái địa phương Mà ta không có nước Nói câu này giống như mơ hồ Nhưng mà quý vị tin rằng Trong kinh Phật dạy chúng ta tin đó. Cái nơi nào Mà thiếu thốn là nơi đó thiếu phước Quý vị Thường sống quý vị để ý đi Gia đình nào mà người ta khá giả có tiền của Rồi con cái ta ngoan ngoãn Thì chờm sớm thường nói câu Công nhận gia đình anh ba gia đình ta có phước quá à. Đúng không nếu như mà một gia đình nào mà vợ chồng huấn lộn huấn lạo gia đình nghèo đói thì ta nói gia đình gì đâu mà vô phước quá đúng không vậy là đúng rồi cái địa phương nào có phước thì địa phương nó đầy đủ địa phương nào thiếu phước thì địa phương nó khổ quý vị coi cái địa phương nào mà con người ta hư hỏng nhiều kém giáo dục thì cái địa phương đó là thường xảy ra tai nạn đúng không còn cái địa phương nào mà có giáo dục con người lành mạnh, vợ chồng ít ly dị thì nhất định là con cái ít hư, thì địa phương ít tai nạn. Chúng ta nên chú ý đi quý vị, thì mới thấy được rằng 49 năm của Đức thích ca Ni ngày khi thành phật là ngày làm việc gì thiết pháp, giáo dục là chỗ rất là quan trọng. thí dụ như trong đây bây giờ mấy trăm người, nếu như mấy trăm người này ta nghe gì ai cũng tiết kiệm nước chung chung chút, một chút, một chút. Vậy thì ở nơi này làm sao mà Hết cái phước mà uống nước Nên cái câu những đức thường đọc á Tắm mà xối nước ào ào Về sao sa mạc đón chào tái sanh từ nơi đó mỗi một người mình nên có tâm Có ăn, có uống thì suy nghĩ Nhiều nơi người ta không có ăn, có uống Cái tâm mình như vậy đó Hưởng phước nó không hết còn nếu như mà ti tiện bừa bãi Thì chính cái nghiệp quả nó đưa đẩy vị đi Trong hoàn cảnh này nó đầy đủ có phước nhiều Nhưng quý vị nếu không có phước nó cũng đưa vị đi ra khỏi chỗ này Nên chúng ta phải tin vậy đó Thì mỗi một người chúng ta sẽ tự khép nép Và giữ phước báo của chính mình Tu như vậy là đúng rồi nên một câu ai với đạo Phật này đâu phải là niệm trọng trọng mà không biết cái gì. Quý vị nghe nhà Đức nói chuyện nhiều như vậy. Từ một câu ai với đà Phật, a là vô với đà là lượng Phật là giác. Nó cảnh giác cái tâm mình, nhiều việc mình làm sai mình sửa lại được. Nên một câu ai với đà Phật, ai với đà Phật, ai với đà Phật gì mà nhắc nhở mình suốt đó. Vừa khởi tâm muốn săn hận cái là ai với đà Phật dịu xuống. Vừa khởi tâm muốn đánh người khác là ai với đà Phật là không đánh người ta nữa. Đánh nó phiền phức. Vừa mới khởi tâm muốn đi ăn chợm ăn cớp của người ta, niệm ai với đà Phật cái là mình là người niệm Phật sao mà đi ăn chợm ăn cớp của người ta được? Vừa muốn giật vợ người khác niệm ai với Đà Phật, mình là người niệm Phật mà làm sao làm việc này được? Có nghĩa là câu Phật hiệu á nó cảnh tỉnh mình nhiều lắm quý vị. Thí dụ như lúc trước mình làm 10 việc sai mình niệm ai với Đà Phật từ từ, mình làm 3 4 việc sai rồi từ từ mình niệm từ 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 nó giảm 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 giảm. Quý vị thấy cái kết quả niệm ai với Đà Phật không? Giác ngộ. Đó nên một câu ai với Đà Phật này có thể mình được giải thoát mà có thể giúp cho mình cái cuộc sống được bình yên và vui vẻ nên các cụ và viết phật tử mà chúng ta bây giờ đang ở trong chùa tu này quý vị cố gắng quý vị thành tâm niệm phật người khỏe làm được việc gì thì nhiệt tình mà làm tất cả những người già thì lên chánh điện mà lo tu siêng năng mà lo tu mình bình yên như vậy mình phải chăng thật mà niệm phật đem cái công đức niệm phật hồi hướng về thế giới cực lạc nên nó gian hoàng cái cảnh giới mình sống Giải đi những cái kiếp nạn cho nhân sinh Quý vị chỉ cần quy tâm tịnh độ thôi Thì cái cảnh giới quý vị sống càng ngày nó càng tốt Tâm con người mà càng ngày càng thiện Thì cảnh giới này nó càng ngày nó càng tốt mà Nó nên Mấy ngày nay chờ muốn mưa mà mưa không được Quý vị thấy Ẩm y âm y thấy không Từ nơi đó năm nay hạn hán Rất là nhiều Nên chúng ta phải thành tâm niệm Phật để dịu tâm lại Thời tiết nóng nảy là do con người săn hận Phiền não lo âu nhiều Nên mới xảy ra vấn đề như vậy Tướng do tâm sanh cảnh tỳ tâm chuyện Mình học Phật mình tin Người ta không học Phật Thì người ta không tin kệ người ta Mà quý vị coi nếu người nào cũng là người hiền hậu Người nào cũng là người Dịu tâm không có săn hận Vậy thì tốt hay là nhiều người săn hận tốt Tất cả những cái viên này Đều là xác thực Chúng ta phải sống tốt những gì không tốt đến với ta thì đừng đem việc này đem đưa cho người khác tại vì việc không tốt mình đâu có thích mình đi đem cái việc không tốt đưa cho người ta thì cái việc này là do chính mình không hiểu nên mình nhắc nhở cái gì hoài để mà mình cảnh tỉnh mình quý vị nên quý phật tử khắp nơi nơi á quý vị phải cố gắng niệm phật riêng chùa mình thì mỗi ngày người ta có tập thể người ta lo niệm phật là ổn rồi bình yên không có gì hết còn quý vị ở gia đình chỉ có một hai người quý vị bây giờ nắm được phương pháp tu rồi cố gắng mà siêng năng niệm phật quý vị nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả chúng sanh khắp nơi trên thế giới đều tin nhân quả biết niệm phật để mà những cái kiếp nạn xảy ra quá giải cho nhân sinh đừng có khổ nữa Chúng ta tu hành có cái tâm gì Và khi bỏ báo thân này Chúng ta đều hẹn gặp nhau Ở thế giới cực lạc nha quý vị Và ai di Đạo Phật Nguyện đem công đức này Hướng về không tất cả để từ và chung sanh đồng sanh về tỉnh độ Phật A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Namo mm -hmm. Namo Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật 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 a di à đà phật a di à đà phật a di 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 đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật Nam mô A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A di đà Phật A di đà phật, 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 A phật a à, di